Chào cả nhà, hôm nay thì Tuấn Dương lại quay một cái món ăn dân dã của người Sài Gòn ra ngoại làm. Món này tên gọi là món gì ngoại nhỉ? Là tép rang Tép ram với lại dễ thật thịt ba rọi á. Đó, những cái mấy đây là, ăn dân dã nha các bạn. và đây là cái Đây, con cái tép này là con tép hay còn dễ gọi tôm tôm đất, có phải là tôm nó không ạ? con tôm là cũng món À, tôm đất cũng là nó luôn đó. Cái này không phải tôm sú mà là tôm mà ở dưới ruộng ạ. này tôm nhỏ chứ không phải Tôm tôm lớn. nhỏ. Hôm nay thì chúng ta sẽ ngoại sẽ làm cơm, là ngoại làm đây là món mặn, là gồm có là tép ram với lại ba rọi này. Còn món này món gì ngoại? Cái rồng cũng cắt cắt phần qua còn À, đây là cái món này là cá kho này cả nhà. Đây là cá gì đấy? Cá 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 hú á, cá cá hú hú kho. kho à, cá hú kho. Hôm trước Tuấn Dương có đi ăn với một anh Việt kiều thì anh nói rằng là ở bên nước ngoài đó thì đa số là đồ đông lạnh thôi. Ví dụ như cá này này là không không có cá tươi, ít ít cá tươi lắm. Cũng có nhưng mà hiếm, thường là phải mua cá đông lạnh. Là cái tôm này ví dụ không không ít khi mà có tôm đang bơi đó, đông lạnh là nhiều. Đấy có lẽ là cái đấy là tùy vùng thôi cả nhà. 3 đến 4 lọ chưa? Ok, mời chị. Đây nữa đi, Vâng. quay lại nữa Dạ. đi, chưa chưa đấy, Tiếp đến là ngoại sẽ làm cái món thứ hai, đó là món món canh khoai mỡ canh khoai mỡ nấu với tôm. nấu với tôm. Ok, đây chúng ta sẽ tiến gần đến để coi cái củ đây khoai mỡ nhé. đây là gì mới làm nước để sẵn, Vâng. củ khoai gì chưa nạo ra, Vâng. đây là củ khoai đó các bạn, Củ khoai. củ khoai mỡ là đó là gọi là củ khoai mỡ đó. Vâng. Đây là cái nồi nước để Nước này thì có những gì ở trong nhỉ? tôm, cũng nấu Tôm. với tôm, À, tôm mình giã ra. tôm nha, dạ à. À. Mình Đây. rang, mình cháy, mình À, rang bây giờ củ này nạo như nào, con nạo? nào nào à? Nào luôn à, Vâng. nào luôn thì Để con nạo cho. đây Đây, chúng ta sẽ đây coi các bạn ơi, ngoại nạo khoai củ nhé. khoai mình nạo như thế này. Ồ. Khoai đó. Ồ, cũng lẹ à. Đó, thấy chưa các bạn, Ôi đó trời. nhanh lắm chứ không phải Sao là lẹ thế đâu, nhỉ? nó mềm mà. Ồ thế à, con tưởng là họ làm, con tưởng là có máy xay gì chứ, hóa ra là Không, mình mình chỉ làm lấy như vậy dao mình cạo là ra đấy. à. Hay nào cái này ăn nó nhuyễn nhỉ? Ăn Nấu nhuyễn, canh ăn ăn ngon. nhuyễn, nấu canh ăn nhuyễn chứ không có ăn Nhuyễn tôm ngon. xào nó nhuyễn. Đó, các bạn thấy ngoại đang làm đó. Con ăn món này nhưng con không biết là làm như thế nào, bây giờ mới thấy tận mắt này. Mắt ghê À. con Cái này như có cả, nếu mà có gia vị thì có rau ngò rồi gì nữa chứ không? có gan em Có cả rau nêm nữa. gan em đang gan ngâm bạn. Đó, nhà thấy ngoại tám mấy rồi mà tay vẫn còn mạnh dữ à. Thấy ngoại nào chưa? Ồ, nó nhuyễn hay quá à. Nhất nhất cái này ăn Này mà dễ trời nuốt, nóng dễ ăn. ăn dễ nuốt Đúng lắm, rồi. Vâng. nó là ăn với tép gan, là làm với Tép nó là ram, đúng đúng rồi, đúng đúng rồi, đúng 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 bộ bài luôn đấy. đúng, đúng. Anh ngoại nói là cái món này sẽ ăn với tép ram à. Ồ, thế mà mới đầu con tưởng là cái này phải 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 cắt hoặc làm nào là giã ra, hóa ra là chỉ nạo mày này, này mà nó đã, à, chỉ lấy dao gợt gợt mà nó đã nhuyễn rồi á. Mình lấy dao nhỏ với dao to nên nào cũng không khó nạo lắm, Ồ thế à? nạo dao nhỏ Nhìn ngoại có võ à. mà. Trông vậy thôi mà rất nhiều võ à. Trong là người mộc mạc Vâng. à, quê mùa nhưng Vâng. mà vì biết nấu ăn. Vâng. Biết nấu ăn trong vô bếp rồi. Trời ơi, thì nói phố hay quê thì thực ra cũng đều là
đều là đều phải làm rồi đều phải nấu ăn chứ. Người phố có khi lại còn không biết nấu bằng người ở quê ấy. Bởi vì người phố cứ đi ăn hàng nhiều quá. Mà bây giờ thức ăn ở quê thì thực phẩm lại sạch. Mình trồng được cái đó, nhà coi ngoại là và ngoại rất là thích nấu ăn á, tức là một cái thú vui của ngoại là đi chợ này, buổi sáng dậy đi chợ lựa đồ tươi, sau đó về thì sơ chế rồi đến bữa thì ngoại nấu ăn. Thì không biết là các bác ở nước ngoài thì các bác có đi chợ như ngoại không? Ngoại thì ngày nào cũng đi chợ và mỗi ngày thì lại đổi món chứ không có mua dự trữ mà ăn cả tuần như ở nước ngoài đâu. Cái đồ tươi sống ấy ăn thì nó không ngon bằng đồ à đâu, cái đồ mà đông lạnh ấy nó không ngon như là đồ 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 tươi sống của mình hàng ngày. Để đông đá thì ăn nó đâu có ngon đâu. À, đó đó là mà đã làm xong xong cái phần xong cái phần khoai đó cả nhà, đó khoai mỡ đó. Trời ơi nó màu tím à, nhìn rất đẹp này. Đây là cái nồi nước bây giờ đang đun nước lên để lát xíu nước sôi thì chúng ta sẽ cho khoai mỡ vô. À đây tép ra với thịt thì cũng đã xong rồi. Đây gạo thì cũng đã bắc sẵn sắp sẵn rồi các bạn, lát xíu thì sẽ vo gạo rồi nấu cắm cơm. Đây là món gà, Gà lát chiên cho đùi gà lát sẽ chiên, tẩm bột chiên. Còn đây đây là rau, cái này rau nêm đó, rau nêm thì có rau là bây giờ rau gì đang rửa, ngò vàng gai, vàng, ngò gai, ngò rau ôm. ngò ôm, À, có hai món thôi đúng hai không? món thôi, Hai món ngò gai, ngò ôm. Ngoài ra cái đây còn có tôm khô này. Tôm khô này để làm gì tôm đấy? khô này để xào với bắp cải, À, tôm khô xào bắp cải. tôm khô xào bắp cải là ăn một bữa nay ba món. À, và xào với rau bắp cải cả nhà. Đây rau bắp cải đã rửa rồi và đang ngâm ngâm một chút xíu. Đó, lát xíu thì sẽ xào tôm khô với rau bắp cải. Như vậy hôm nay chúng ta là ăn là món xào là rau bắp cải, tôm khô này. Đó. Món canh của chúng ta thì sẽ là canh khoai mỡ và tép bằm. Món mặn là món tép ram với thịt thịt ba rọi. Còn một món nữa là món gà. Gà sẽ lát xíu sẽ chiên tẩm bột ra. Đó, và chúng ta ăn với cơm trắng. Thì đó là một cái bữa cơm ngày thường ở gia đình của người Việt đó, và do đích thân bếp trưởng chúng ta đạo diễn. Cái canh khoai đó các bạn ơi, ăn với cái cơm cái tép rang này ngon lắm đó, ăn với đó đúng điệu. Còn thiếu món nữa là dưa mắm À, dưa mắm. à, còn dưa mắm nữa là ăn với canh khoai đó. Lấy dưa mắm mà không, Vâng. dưa mắm có sẵn đây Có ạ. À, rồi. có Đó, bây giờ ngoại sẽ không cái chú món ăn ấy thì sẽ phải đủ bộ ạ. Ngoại sẽ lấy thử cái món là dưa mắm ra nhé. Đây, ngoại đây sẽ. các bạn nè, cái này là Wow. cái miếng dưa mắm Ồ, của dưa dì mắm. muối đó, cái Ồ. này ăn mặn ăn dai đều được hết. Ồ. À, dì muối sẵn để trong Tủ tủ lạnh. lạnh, Vâng. khi nào muốn ăn là cứ bưng ra gấp Ồ. ra ăn thôi, phải ướp phải gì hết, Ồ, dì trời. chắc dì ướp sẵn hết rồi đó, Vậy vậy là đủ bộ đó, đủ bộ là của cái nồi canh khoai á. khoai mỡ rồi tép với lại À, dưa 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 mắm. mắm Ok. vâng các bạn á. Ồ, nhìn rất là hấp dẫn là nào. Để con sẽ quay cận cảnh cái hũ dưa mắm đấy nhé. Thì Rồi sẽ để quay. gần cho cả nhà coi. Mình nhìn chảy hết cả nước miếng à, nhìn. Wow. Đây là cà hay là Dưa dưa gang, à dưa gang muối. dưa gang muối. Ồ. Ôi trời ơi. Nhìn hấp Dưa dẫn gang quá. muối nó ngon hơn cái dưa leo. Và trời ơi. Nhìn rất là hấp dẫn. Chảy. Rồi bây giờ thì
video clip của Tuấn Dương xin phép được kết thúc tại đây. Đây các bạn thấy dĩa tôm rất là ngon. Wow, nhìn rất là hấp dẫn và ngon quá, rất tuyệt vời ạ. Rồi ngoại chúc ngoại có một bữa cơm ngon nhé. Rồi chào các bạn và hẹn gặp lại cả nhà ở những video clip tiếp theo nhé. Gặp nữa ha. Rồi bye bye, rồi con chào ngoại, rồi chào các bạn nhé.